Thưa quý vị, kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày, dị liền với thứ Bảy và Chủ nhật. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch thu hút khách đến tham quan, vui chơi và trải nghiệm. Nhiều khu du lịch chuẩn bị khá chu đáo để đón tiếp du khách thập phương đến tham quan và có kỳ nghỉ Tết vui tươi an toàn. Những kỳ nghỉ lễ Tết, người dân có nhiều thời gian tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Đây cũng là dịp để các điểm du lịch, khu vui chơi tại các tỉnh tăng cường hoạt động thu hút du khách. Tại khu du lịch Làng Bè, huyện Châu Thành, công tác chuẩn bị đón khách được đơn vị chuẩn bị trước khá chu đáo với nhiều sản phẩm du lịch, các dịch vụ trải nghiệm mới cùng với các điều kiện phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi và hướng dẫn chơi các trò chơi mới lạ, đáp ứng được nhu cầu của du khách. Tại đây, du khách được thuê áo bà ba, trang phục mang tính biểu tượng cho sự chân chất thật thà của người phụ nữ miền Tây Nam Bộ. Du khách cũng sẽ được trải nghiệm các trò chơi như chạy xe đạp qua cầu khỉ, đi cầu lắc, đu dây đơn, vân vân. Các trò chơi đều được khu du lịch bảo đảm về điều kiện an toàn. Tôi chọn Bến Tre làm điểm đến nơi du lịch của ngày Tết là bởi vì Bến Tre rất gần gũi với lại trẻ em. Bình thường thì mình cũng có đi du lịch nhiều nơi rồi, nhưng mà để mà nói gần gũi với thiên nhiên thì chắc có lẽ là những khu vực miền Tây như Bến Tre là lựa chọn thích hợp nhất với gia đình mà có đông trẻ em, vì ở đây người ta có rất nhiều các trò chơi dân gian cho các bé nó có thể trải nghiệm. Xung quanh thì có nhiều cây cối, không khí thì trong lành. Bến Tre bây giờ cũng phát triển hơn rất là nhiều rồi, cho nên là thành ra là mình cũng muốn cho các bé được trải nghiệm nhiều hơn. Thứ nhất mình cảm thấy cái không khí ở đấy rất là vui. Môi trường thì rất là trong lành, thân thiện và nó phù hợp với lại những cái đứa nhỏ của nhà mình. Có một cái dịp nghỉ lễ rất là vui và được vận động rất là nhiều. Cả nhà rất là phấn khởi. Tại thì mình ra đường và thấy cái không khí rất là đông vui. Hứa hẹn cho một cái mùa xuân mới với nhiều cái niềm vui. Và hy vọng rằng năm 2024 sẽ có rất nhiều thắng lợi mới đối với tỉnh Bến Tre nói chung và toàn nước nói riêng. Cũng ở Châu Thành, cửa ngõ của Bến Tre về hướng đông, khu du lịch Cồn Phụng chuẩn bị công tác đón khách rất chu đáo. Để đi đến Cồn Phụng, du khách có hai cách để đi. Du khách thích nhất là đi thuyền, vì vậy công tác bảo đảm an toàn cho du khách đến tham quan được đơn vị rất chú trọng. Khi đến với khu du lịch Cồn Phụng, du khách được tham quan và trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị như câu cá sấu, cá massage chân và chụp hình check-in với những phong cảnh đậm chất miền Tây. Đây là lần thứ 6 tôi đến Bến Tre. Bến Tre là nơi có cảnh vật rất đẹp, rất là tuyệt vời. Tôi là người Nhật, tôi thấy Bến Tre rất là tuyệt vời. Mỗi lần có khách đến công tác, tôi đều dẫn đến Bến Tre để tham quan cũng như là trải nghiệm. Con người Bến Tre rất là hiền, rất là tốt bụng. Không những là người Bến Tre mà tôi cảm nhận người Việt Nam ai cũng hiền và tốt bụng. Khi người khác gặp khó khăn thì mọi người sẵn lòng giúp đỡ nhau. Tôi vẫn có ý định dẫn mọi người đến tham quan. Riêng đối với tôi, tuần nào tôi cũng đến Bến Tre. Nhìn chung, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đều có bước chuẩn bị chu đáo, mở rộng cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Việc niêm yết bán theo giá niêm yết hàng hóa dịch vụ được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, giá cả dịch vụ du lịch ổn định, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Được biết, kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2024, Bến Tre đã thu hút 35.250 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế ước đạt 6.500 lượt, chiếm khoảng 18% tổng lượng khách đến tỉnh. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 37 tỷ đồng.